Chào tất cả anh em trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình có ít máy anh em, lên cho anh em mình tham khảo nha. Anh em mới ghi cái nào thì alo mình, số điện thoại mình với phần tiêu đề dưới nha nha. Kênh mình bán như thường lệ thôi, anh em chuyển khoản mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship nha. Mình ưu tiên chuyển khoản nha anh em. Tất cả đây là hàng nội địa Nhật điện 100V nha anh em. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình nha. Anh em về ghim vô 220 rồi sướng luôn đó, bởi vì nó cháy máy khỏi mần. Cái này xài phải qua cái biến thế nha anh em, biến áp. Đây, mình vô luôn nha, nhanh lẹ nha anh em. Đây đầu tiên là cây súng hơi NPK. Đây anh em, NPK đây. Đây, đẹp nha anh em. Nội địa nó vậy là phải nói là quá ok nha. Đây, nó có là 4 số đây nha anh em, 4 số đây. Nay mình mới mua cái ống thùng mới rồi nè, ngon là ống thùng kia gì đâu mà xì hoài mà hư quá anh em. Thảo chèo đây nè. Quá cực kỳ nha nè. Đây. Cái số 1 800 nha anh em. 800. Cây số 2, đây là cái pen NBK. Cũng NBK luôn anh em. Cái này hai búa nha. Này hai búa. Hai búa nhưng mà nó cây này nó không có số nha anh em. Đây. Đảo chiều đây nha. Đấy. Rồi ok nha anh em. Cây này hai búa. Đây, cây số 2 900 nha anh em. Số 2 900. Cây số 3 là cây đấm bóp đây anh em. Nguyên rin, phụ kiện của nó nguyên rin đây. Nó bó gì sẵn đây nè. Nó nguyên vậy mình để nguyên vậy luôn. Đây anh em, cực kỳ nha anh em. Đây, có ok luôn. Đấy, đây anh em chạy em luôn à. Cấp 1 này, cấp 2 này anh em. Đấy. Cấp 1 trở lại, đó, nhẹ hơn. Ngon lành nha anh em, đẹp nha. Cây số 3 600 nha anh em. 600. Cây số 4 là một cây thổi đây, Hitachi. Thổi điện 100V 335W nha anh em. Đây. Cây số 4, 450 nha anh em. 450. Đây, tiếp theo là một cây thổi Makita đây anh em. Này nó hơi dính dính miếng nước sơn nha anh em. Anh dính nước sơn là điện 100V. Rồi nước sơn nó ngay chỗ cái quát là không thấy đành anh em. Đây nó dính miếng nước sơn nè. Đây nè.
số 5, 4:30 nghe anh em. 4:30. Cây số 6 là một cây nhắm dây đây anh em. Cây nhắm dây này có tay cầm được ngon lành anh em. Đấy, tay cầm ngon lành. Này nó có dính miếng giấy, nó dán gì miếng giấy còn này. Anh em về gỡ ra. Nhắm dây điện 100V 530W nha anh em. Nhắm 3 phân nha. Cái cò này nó dính cò rồi anh em. Rồi anh em dễ rồi, mình bảo cây này chạy nha. Chạy nhưng mà nó cò nó dính rồi. Để mình tháo ra mình lấy cây cò lại. Cây cò lại. Đây cây 6, 5:30 nha anh em. Cò. Cò bóp vô rồi nó không nhảy ra thôi anh em chứ không có gì. Đây cây số 7 là một cây cưa. Cưa điện 100V 1050W. Lưỡi là 125. Đây, nó cái cưa này nó lưỡi nó nằm mém đây nha anh em kiểm soát đường cưa rất là tiện nha. Đây ống bụi gì đây nè. Đây nguyên rin của nó, dây của nó ngắn vậy nè anh em. Đó, nguyên rin của nó là dây nguyên thủy của nó vậy đó anh em. Đấy. Đây có đèn nè anh em. Đèn này đèn vàng. Đấy. Lưỡi cưa này nó ok nha anh em. Thắng ngon lành luôn. Nên thấy không chất lượng không? Quá ok nha anh em. Cây số 7, 550 nha anh em. 550. Cây số 8 là một cây vít nha anh em. Vít Makita. Điện 100V 400W nha anh em. Vít này 400W nha. Đấy. Đây đèn nguồn có nè anh em. Ghim điện vô này luôn đây nè. Điều tóc là ok nha. Điều tóc là quá ok nha nè. Đấy. Nhìn thấy không? Điều tóc mà quá mượt luôn. Đấy, đảo chiều nha. Quá ok nha. Cây số 8 600 nha. 600 nghe nè. Chích được quá đỉnh nha, quá ngon. Cây số 9 là một cây chính là một cây phấy bột lên em. Điện 100V 350W nha anh em. Đây phấy bột. Anh em nào làm bánh thì đây. Này là cái dè nó là toàn bộ inox nha anh em. Thì nó chứ không phải sắt, sắt để vô ăn vô cho té à anh em. Đấy. Đây anh em. Đó, nó quá yên nghe nè, vô. Quá ok luôn nè. Cây này phải nói từ tương đối đẹp luôn anh em. Mấy ngốc nó 7 màu còn luôn nè. Mấy ngốc màu còn luôn đó anh em. Máy mà nó ngon lành luôn. Đẹp luôn nha anh em. Nó quá ok luôn. Cây số 9 600 nghe nè. Số 9 600. Cây số 10 là một cây bào đây nha. Cây số 10 là một cây bào. Bào đẹp len keng luôn nha. Đây mới rơi luôn. Phải nói là hình như là cái này nó không có xài luôn nữa nè. Nó chát luôn, lưỡi bọng đồ ok. Nè anh em thấy cái con ốc của nó vàng, của nó vàng ghế luôn nè anh em. Mấy con ốc đây cũng vậy nè, dưới này nè. Phải nói mới từ con ốc luôn, nè anh em. Mới từ con ốc luôn đó nè. Điện 100V. Nó 6A nghe anh em. 6A nằm ở dạng như là 570W anh em. Lưỡi là lưỡi 82 nha. Đẹp nha anh em, đẹp cực kỳ luôn. Cái này phải nó quá đẹp, quá xuất sắc. Nó mới phải nói là mới một chi tiết luôn. Nó quên xài, Nhật quên xài. Không xài mình lấy về mình xài.
quá ok anh em. Đây cây số 10, 700 nha anh em. Cây số 10, 700. Cây số 11 là cây cắt ti đây anh em. Cắt ti phi chi. Đấy. Điện 100V, 170W. Cắt được sắt 10 nha anh em. Cắt được sắt 10. Sắt 10 là bao anh em luôn. Đây. Này có thắng nha anh em. Thắng này ngon lành rồi nè. Mình ngưng cái là nó đứng. Đấy, thắng đứng liền. Cái số 11. 700 nha anh em. 700. Số 12 là một cái cưa đây anh em, cưa Makita. Điện 100V. 1140W. Lưỡi là 165 nha anh em. Lưỡi 165. Đây. Lưỡi của nó len keng luôn, len keng luôn nha. Đấy. Nghiêng cao thấp đều đầy đủ nha anh em. Đây đèn nguồn có đây. Kim vô có đèn nguồn. Đây đèn dưới này mới dội bằng ngày mà nó dội sáng luôn nè anh em. Dội xuống nè, dội xuống tấm lịch của mình nè, sáng luôn. Đây, đèn sáng cực kỳ nghe nè. Đây. Đây. Có thắng nghe nè. Đây. Cái số 12, 600 nghe nè. Số 12, 600. Cái số 13 là một cây nhám này, nhám từ đây anh em. Dây là này nó nguyên lên luôn. Dây cực kỳ. Đây nhám từ. Ruby nha anh em. Điện 100V. 145W. Đấy. Đây nha. Cây này là đẩy qua đẩy lại nha anh em. Đấy. Để qua để lại là nó chạy hả? Im ru anh em tới. Để qua để lại nè nè. Để qua. Cũng như là mình nói tưởng tượng như cái thang mà đảo chiều vậy. Để qua để lại là chạy hả? Để lại tắt. Đấy. Quá ok nha anh em. Đây. Nếu mốt còn nguyên luôn nha. Mốt còn đầy đặn luôn đồng qua. Đấy. Cái số 13 600 nha anh em. Số 13 600. Số 14 là một cây đấm bóp đây anh em. Đây. Cực kỳ nha anh em. Đấy. Tay mình vô, hô vô cái nó vô. Đấy, cấp 1 này im ru anh em. Đấy. Cấp 2 đây, lên. Đấy, nè anh em. Nghe tiếng vố thôi. Ok nha anh em. Đấy. Cái số 14, 600 nha anh em. Số 14, 600. Số 15 là một cái cưa. Cưa bàn này nè. Cưa bàn Mitachi nghe nè. Mitachi Tokyo Raban. Điện 100V. Nó là 16A. 16A nó nằm ở dạng như là 1500W đó nghe nè. Lưỡi nó 305. Đây nè. Cây quan trọng trên này cho nè. Cái mặt này nó bằng nhôm nghe nè. Xài là không có nó hư nghe. Này mà mặt này bằng nhôm. Đấy.
nó còn cái lưới đá cùng mà nó còn đây là mình không có tháo ra luôn. Nó toàn bộ là bằng nhôm hết luôn nghe anh em, cả luôn đế nó toàn bộ cái này là không có nói là hư, không có nói là mục. Cái tô đồ này nó ngon lành nha anh em. Đấy. Anh em. Rồi cây này 1.200.000 anh em. Đấy. Cây số 15 1.200.000 anh em. Đây. 1.200.000. Số 16 là một cái Eto đây nè. Đây. Eto cực kỳ luôn. Đây. Bỏ cái này lên cho nó quay cho nó nhanh. Đấy. Nhẹ nhàng tình cảm luôn. Anh em mở lúc cần luôn anh em. Mở được 13 anh em. 13 rồi nó mở chưa hết đó, còn ra nữa nè anh em, còn ra nữa mà mình tạm nó trên vô đó đi. Làm kẹp nó là 11 anh em. Làm kẹp nó là 12 rưỡi. 12 rưỡi. 12 rưỡi, chiều này bự hay bự hơn. Nói chung là nó 12 rưỡi vuông đó anh em. Vậy đi. 12 rưỡi vuông. Quá nhẹ nhàng tình cảm anh em. Đây. Vô. Này anh em bằng muốn cần kẹp cái gì là thôi quá quá ok. Đây, đây anh em. Xây nha anh em, đây, xây nha. Đây xây ok nha, đây, xây tròn tròn nè. Đó anh em thấy không? Xây ok nha. Mình cảm thấy xây tới đâu rồi mình cảm thấy ngưng là mình phá lại vậy thôi. Đây, phá lại. Rồi, phá lại là cứng ngắc nha anh em, như vậy. Phá lại là xong. Còn anh em muốn xây thì tháo ra rồi xây. Xây tới hướng nào mình cảm thấy thích thì mình có lợi. Đây là miệng mô rồi đây, nó là còn ngon lành nha nha. Ngon lành nha. Đấy. Rồi cây số 16 này 1.500.000 nha anh em. 1.500.000. Cơ cân nó nặng hơn một tí. Nó nặng là 13 kg nha anh em.
nặng 13 kg. Đấy, tô nặng 13 kg bán 1,5 triệu nghe nha. Đây, số 16, 1,5 triệu. Rồi, clip mình nay có nhiều hàng đó anh em. Anh em ưng ý cái nào thì alo mình nha. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề dưới nghe anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, cho mình một like. Mình chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thôi chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.